Xin chào tất cả quý anh chị và các bạn. Ngày hôm nay chúng ta có một chiếc xe Volvo XC90 phiên bản Recharge sản xuất 2021. Chiếc xe này lăn bánh nó cũng rất là ít thôi, lăn bánh được hơn 30.000 km và hiện đang được chào bán tại Car Center với cái mức giá chỉ có 3 tỷ rưỡi quý anh chị và các bạn nhé. Động cơ T8 AWD Hybrid. Ngắm qua luôn về nội thất luôn này. Xe đi có 3,6 rồi quý chị và các bạn luôn nhá. Đây xem từ ngoài vào. Đây là cổng sạc điện nhá. Chúng ta có thể chạy thuần điện này, hoặc là chạy xăng này, hoặc là chạy xăng lai điện. Đấy. Cụm đèn với búa tho ngược này, nhìn nó không còn lạ gì nữa. Đây cũng là một trong những cái rất đặc trưng của cụm đèn trên Volvo, cụm đèn thông minh. LED full active 2 beam. Đấy. Thiết kế thì khỏi phải bàn rồi. Volvo là một chiếc xe đến từ châu Âu, Thụy Điển, một trong những mẫu xe được đánh giá là an toàn nhất thế giới. Và trên chiếc XC90 này chúng ta sẽ có những cái option, có thể gọi là rất là nhiều option và tiện nghi, an toàn ở cái đẳng cấp bậc nhất thế giới. Đấy. Cụm logo ở mặt ca lăng tạo cái sự liền mạch khỏe khoắn, có cam 360 cũng như đây là cụm radar luôn quý anh chị và các bạn nhé. Cụm radar này chứa những cái công nghệ xịn sò nhất của Volvo rồi, cảm biến trước sau cam 360. Bộ mâm lốp nhìn rất là khỏe khoắn, mâm 20 inch. Đây là dàn lốp Michelin với thông số là 275/45/20. Bật lên xuống này, đây nắm cửa này. Chiếc xe này có màu cát hay còn gọi là màu đồng đấy. Màu cát, màu đồng hoặc là màu vàng cát. Đấy, rất là nhiều cái tên gọi tùy người. Nhưng mà về mặt nhìn chung thì cái màu sơn này nó sẽ rất là cứng xe. Xe nó sẽ trở nên gọi là cứng cáp hơn, cũng như là những cái chi tiết bụi bặm hoặc là xước sát thì trên chiếc xe này này nó sẽ khá là khó nhìn. Đấy, đây cũng là một trong những cái màu mà được đánh giá là khá là an toàn khi mà chọn xe. Nó không xuống, nó không bị xuống theo thời gian như một số cái màu đặc trưng. Đấy, mà đi lại nhá. Như hiện giờ là xe là cũng tương đối là bụi nhưng mà nhìn thì vẫn trên clip này hoặc là nhìn ngoài thì nó vẫn rất là sạch luôn. Đấy, nó đem lại cảm giác sạch. Đây là bộ dây sạc. Bộ dây sạc này thì đây này, để sạc điện của xe. Cốp nếu mà chúng ta khoang hành lý chúng ta không sử dụng đến hàng ghế thứ ba nhá, thì cái phần cốp phải gọi là mênh mông luôn. Đi gộp đi gủng chở đồ thì vô tư luôn. Hốc gió này. Nơi để cốc này. Đấy, một hộp phụ để đồ này. Chúng ta còn có thể nâng đuôi xe cũng như là hạ đuôi xe xuống, cái tính năng rất là hay. Một cổng cắm tẩu 12V 120W này, hệ thống loa gòm này, hệ thống loa Bauer Wittin bên dưới đây, một hộp phụ để đồ. Ngoài ra bên này cũng có một hộp phụ, bên này cũng có một hộp phụ để rất là nhiều. Và chúng ta có cái phần rèm này, có thể ngăn cách giữa khoang hành lý cũng như là khoang hành khách này, để trong những cái trường hợp chúng ta đi không sử dụng đến hàng ghế thứ ba mà chúng ta để đồ, chúng ta không muốn nó quá là có cái tầm nhìn vào những cái phần đồ phía sau, chúng ta có thể kéo cái phần rèm ra đến đây nhá. Đấy, gọi như là che hết được cái phần cốp luôn. Cũng như là khi mà kéo như thế nhá thì phía trên này chúng ta còn có thể để thêm một chút đồ nữa. Đấy. Đồ nhẹ thôi. Nhưng mà chúng ta có thể để thêm chút. Nói chung là cái không gian nó rất là tối ưu hóa. Cụm đèn thì trước sau rất là đặc trưng rồi. Đẹp nữa. Logo Volvo trải dài phần sau cốp. Động cơ T8 AWD Recharge. Về cái phần động cơ thì qua vài đời xe thì chúng ta sẽ có những cái mẫu động cơ nó khác. Chẳng hạn như T8 thì bây giờ chúng ta có B8 đấy. Hay có B8 đấy. Nói tiếng Việt cho nó dễ nghe. Hàng ghế sau chúng ta có rèm che nắng. Đấy, rèm che nắng này là chỉ cơ.
khóa cửa này, da theo xe này, chất liệu da cũng rất là cao cấp luôn. Đấy, da hàng đời thứ hai. Cửa gió này, cổng cắm sạc nhanh này, cửa sổ trời toàn cảnh panorama này, cửa đóng rất là chắc. Gương kính chỉnh điện, nhớ ghế đến 3 vị trí cho hàng ghế thứ nhất đây, và chỉnh ghế, đệm ghế các thứ đây. Cái phần đệm này chúng ta có thể nhô ra được nhé. Đấy, cái phần đệm này chúng ta có thể nhô ra được để ngồi, nó đem lại cái cảm giác nó thoải mái cũng như là nó tuyệt vời hơn. Đây, em ngồi vào xe luôn. Ngồi vào xe đóng vào thì nó cũng khá là tách biệt với bên ngoài, không còn nghe thấy những cái tiếng động bên ngoài nữa. Hệ thống cách âm rất là ổn. Màn hình trung tâm, đồng hồ hiển thị trung tâm đây. Vô lăng tích hợp, vô lăng nha. Rất đẹp luôn. Rất là đơn giản, dễ sử dụng. Đấy, phím bấm nó không có quá nhiều. Chiếc xe này thì những cái tiện nghi an toàn nó gần như là chủ động hết rồi, nên là mình không phải làm gì nhiều nữa. Màn hình nguyên bản theo xe. Đấy. Cần số pha lê. Rất là bắt mắt, sạc không dây, một cổng cắm tàu. Đấy, một cổng cắm tàu chúng ta có thể che nó đi. Cần số đây. Nút khởi động đây. Phanh tay điện tử auto hold và hai hộp để cốc chúng ta cũng có thể che cả cái này lại. Đấy, tạo thành một cái bề mặt phẳng. Chiếc xe này trông thì nó khá là ít chi tiết, nhưng mà thật ra thì option nó cũng rất là nhiều. Chẳng qua là nó tự động hết rồi nên là chúng ta sẽ ít phải động chạm đến, sử dụng đến những cái chi tiết khác. Hai cổng cắm đa phương tiện, một cổng để đồ phụ. Đó. Loa trung tâm, loa Bauer Enelwikin này, chúng ta có một cái loa trung tâm nhìn rất là sang nhá, như những cái mẫu xe Porsche luôn. Gương này, các cái phím bấm điều chỉnh cửa sổ trời các thứ. 3,5 tỷ. Quý anh chị và các bạn nếu mà có thời gian thì hãy ghé thăm Car Center, địa chỉ tại số 9 Nguyễn Văn Cừ, để xem xe kỹ hơn cũng như là tìm hiểu kỹ hơn về cái phần option tiện nghi. Chứ chiếc xe này nó thực sự là có rất nhiều thứ để mà nói, nhưng mà qua clip này chúng ta cũng khó có thể trải nghiệm được hết cũng như là lột tả được hết quý anh chị và các bạn nhé. Em xin phép được cảm ơn và hẹn gặp lại tất cả mọi người trong những video clip tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.